MU thắng đậm Chelsea để giành vé dự cúp C1 châu Âu năm 2023-2024, nhưng Quỷ Đỏ phải trả giá đắt khi Anthony dính chấn thương. Anthony dính chấn thương ở trận đấu với Chelsea. Sáng nay ngày 26 tháng 5 MU giành chiến thắng 4-1 trước Chelsea ở trận đấu bù vòng 32 ngoại hạng Anh năm 2022-2023. Chiến thắng này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Erik ten Hag đoạt vé dự cúp C1 châu Âu mùa giải tới. Tuy nhiên, sau trận đấu này, MU đã bị tổn thất lực lượng. Theo đó, cầu thủ chạy cánh Anthony dính chấn thương nặng phải rời sân và nhường chỗ cho Rashford ở phút 29 của trận đấu. Ngoài trường hợp của Anthony, Luke Shaw cũng bị đau và bị thay ra sau hiệp 1. Chia sẻ với truyền thông sau trận đấu, huấn luyện viên Erik ten Hag thừa nhận chấn thương của Anthony nghiêm trọng, nhưng chúng ta cần chờ đợi trong 24 giờ tiếp theo để biết rõ mức độ chấn thương. Trường hợp của Luke Shaw cũng cần phải chờ để biết kết quả cụ thể. Anthony và Luke Shaw là hai trong số những cầu thủ được huấn luyện viên Erik ten Hag tin dùng ở mùa giải năm nay. Trong trường hợp hai cầu thủ này dính chấn thương không thể thi đấu trận chung kết FA Cup, đây là mất mát rất lớn của Quỷ Đỏ.